Xin chào anh em đang xem và theo dõi kênh của Nguyễn Trung. Hôm nay lần đầu tiên Nguyễn Trung gặp được một con rời Aiko HF85 mà nó mới như thế này. Có thể trước đây thì Nguyễn Trung cũng từng bán qua trên dưới khoảng cỡ tầm 20 con rời Aiko HF85, nhưng nói về cái độ mới thì có lẽ đây là lần đầu tiên Nguyễn Trung gặp một con mà nó đẹp như thế này. Rồi bây giờ mời anh em xem cái mặt của nó trước nha. Đây, đây cái mặt của nó từ dưới lên. Đây, dường như là mới cứng luôn. Và cái rời này thì nó ra sản xuất hôm nay khoảng cỡ 60 năm rồi nha anh em. 60 năm mà độ đẹp như thế này. Và đây là cái hộp của nó nè. Đây cái hộp có bốn cái chân của nó nè. Cũ. Đây và như đây. Và nó không có ghi chữ Eco, nhưng mà Nguyễn Trung mua từ ở bên eBay về thì Nguyễn Trung biết chắc thì là cái hộp này là chủ nhân của người ta đã cất và giữ nó ở trong kho khá là lâu. Đây, đây là cái hộp của nó. Và đặc biệt ở cái con rề này, nói về cái độ mới của nó thì phải nói tới cái volume của nó. Thường cái volume Aiko F85 là chúng ta sẽ bật lên thì hai vế nó lệch một tí xíu, sau đó chúng ta sẽ nhả nhẹ nó về, bật lên nhả nhẹ nó về, đúng không? Và cái volume của nó chúng ta không bao giờ mà chúng ta vặn mà nó được nặng tay như vậy. Cái này thì vặn rất là còn cứng còn bóp, tức là nó còn mới tinh. Và theo như cái đánh giá của Nguyễn Trung á, Nguyễn Trung nghĩ á, con này là một cái con hàng tồn kho mà chưa qua sử dụng bao giờ. Rồi bây giờ mời anh em nhìn kỹ vào cái phần này. Đây, anh em thấy không? Đây là cái giắc ao. Nếu như hàng đã sử dụng rồi thì khi cắm ra cắm vào thì nó phải có dấu. Và hôm qua Nguyễn Trung có cắm một lần, cắm vào thử. Đây, anh em nhìn tất cả những cái dắt của nó dường như là chưa có một cái dấu nào là cắm. Cộng dây điện nó quấn theo cái kiểu của hãng của nó quấn vẫn còn zin theo năm tháng như thế này, cộng dây điện đây. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái máy nó ra để cho anh em được xem nha. Đó, anh em thấy bây giờ nhìn về cái độ mới của nó. Đây, em thấy không? Volume cũng mới cứng, không có một cái vết nào ở trong đây cả. Chỉ có cái màu như thế này là cái màu lão hóa thôi. Đó, bóng tất cả là bóng Aiko Bimola phiến 17, 5 bóng. Nguyễn Trung có rút ra và đo trên cái máy của Nguyễn Trung thì nó khoảng tương đương 85% và đều nhau, 5 cây cân nhau hết luôn nha anh em. Và cái cây 6x4 này thì cũng là Aiko Bimola luôn. Nói chung là cái ngày sản xuất ra như thế nào thì chủ nhân người ta giữ như thế cho đến ngày hôm nay. Rồi, đã mở ra tới đây rồi thì mình cũng hiện tại mình mở ra luôn cái phần đáy của nó để anh em cùng xem nha. Xem cái phần đáy với Nguyễn Trung. Rồi. Rồi anh em chờ mình tí xíu. Mình sẽ mở ra để cùng với anh em xem một cái con rề nó đẹp như thế nào. Đúng là đã chơi rề HF85 thì trong cái thời điểm này để tìm được một con rề HF85 thì đã là khó rồi, nhưng mà kiếm được một con mà đẹp như thế này thì Nguyễn Trung không biết bao nhiêu lâu nữa thì mình có thể săn và tìm được một con như thế này. Và để xem thêm các sản phẩm khác thì anh em vui lòng truy cập vào website nguyentrungaudio.com xem thêm các sản phẩm khác nha. Rồi, bây giờ thì trong cái phần này thì mời anh em
cùng sâu với Nguyễn Trung về cái bên trong của nó, nội thất bên trong của nó. Đây những cái con tủ sáp mới cứng và không có một cái vết nào mà đã đụng chạm vào trong cái con này, rất là sạch sẽ, đẹp, zin. Rồi người thật việc thật, đó là trên cái rồi HF85 này, ngoài cái chụp ảnh ra thì Nguyễn Trung cũng quay video này để cho anh em xem nội thất của nó. Vì cái độ zin của nó thì Nguyễn Trung có test qua thì Nguyễn Trung thấy nó rất là tốt, cho nên cũng không cắt tụ ra để mà đo làm gì. Rồi cái phần nội thất của nó thì Nguyễn Trung sẽ tạm dừng ở đây và Nguyễn Trung sẽ test. Mời anh em xem đến cuối clip thì Nguyễn Trung sẽ test nửa bản nhạc ngoại và nửa bản nhạc Việt để anh em nghe và đánh giá chất âm của nó thực tế. Thì cái con này hiện tại thì trên các diễn đàn cũng như những anh em chơi audio lâu năm thì người ta đánh giá con này rất là cao. Đặc biệt là nó đang ghép với những cái bao, bao nào cũng được, nhưng thường anh em đang chơi là cái những cái bao Hitkit Dub 5 hay là ST70, hoặc là có thể chơi với lại những cái bao Macintosh 275, 240, MC30 này nọ. Thì cái phần tiền công suất của nó, tiền cốt lõi của nó mà nó đã tốt thì nó cũng ảnh hưởng, nó sẽ làm cho bộ dàn của mình sẽ được tốt hơn. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ test cái rời Echo HF85 này cùng với cái bao Dynaco ST70. Thì Nguyễn Trung cũng báo giá luôn, cái rời đi Echo HF85 này giá Nguyễn Trung đang bán là giá 35 triệu gồm tất cả bóng zin theo máy và máy rất đẹp. Cái con này giá hơi cao bởi vì cái độ đẹp của nó rất đáng cho anh em vừa chơi vừa sưu tầm nha. Rồi với những cái con rề HF85 khác thì cái giá của nó rẻ hơn, tốt hơn, thì anh em có thể liên hệ với Nguyễn Trung để được tư vấn cho nó phù hợp với cái khả năng của mình. Rồi thì bây giờ Nguyễn Trung sẽ test nửa bản nhạc ngoại và nửa bản nhạc Việt. Mời anh em cùng với Nguyễn Trung nghe hết đoạn, hết video này để xem coi cái play này nó có phù hợp với mình hay không. Và để thêm các sản phẩm khác thì anh em vui lòng truy cập vào website nguyentrungaudio.com.
Tiếp theo mời anh em nghe một bản nhạc Việt cùng với Nguyễn Trung nha. Em có bao giờ nhớ kỷ niệm xưa, hai đứa chung một đường về đón đường, nhà em đầu xóm lao thương, nhà anh một mái tranh phiêu, tháng năm nắng dài mưa dầu. Anh nhớ một lần chúng mình gần nhau, em bắt anh tìm nụ hồng víu em để em cài tóc cô dâu, cùng anh làm đám cưới như mình thường gặp ngoài phố. Thì đến đây Nguyễn Trung xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo.